Trước khi vào với clip ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với anh em shop gaobao.com. Đây là shop ạc của mình, chuyên bán những ạc Free Fire, ạc Liên Quân giá rẻ và uy tín chất lượng 100% nha anh em. Mọi hoạt động trên shop đều do Gao Bạc tự chịu trách nhiệm nên là anh em phải hoàn toàn có thể yên tâm trong shop nha anh em. Ok và hello, xin chào tất cả anh em đến với kênh của Gao Bạc TV. Ok anh em, thì ngày hôm nay mình đang cầm một cái ạc hoàn toàn mới. Và đây chính là một cái ạc cực kỳ VIP của cô Ngân. Vâng, ạc không có gì luôn, cực kỳ là nguy hiểm. Cô Ngân lập cái ạc này ra để làm trưởng quân đoàn 2 anh em ạ. Bởi vì cô Ngân cuộc sống bây giờ là cầm quá nhiều quân đoàn 1 trưởng, quân đoàn 2 trưởng, kiểu bá đạo từ đến từng hạt gạo rồi. Và ngày hôm nay thì mình vừa mới dùng một ít tiền Indonesia, mình ra mình mua thử một cái cạc Garena. Thì bây giờ mình sẽ test thử xem là với 3.000 kim cương này mình sẽ kiếm được cái gì cho một cái ạc hoàn toàn mới như thế này nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào xem thử cái khẩu súng ngày hôm nay như thế nào. Thì đây là cái khẩu súng vừa mới ra tức thì, con này thì mới không lucky, chắc quay hết 3.000 kim cương méo ra cái khẩu súng này rồi. Nhưng mà chúng ta cứ thử nhá. Ok, mình sẽ test thử một vài vòng trước, hy vọng là nó sẽ ra. Tay mày xui lắm, tay mày xui, để tao, tay mày xui lắm. Đưa đây, để AS Mobile cho. Rồi, xem để AS làm cho. Gì đấy. Tay xui. Ui, lắm. X10 luôn. Ủa vậy hả? Tốn tiền anh, tốn tiền. Đâu phải dễ mà ra đâu. Ui, thấy chưa, ra có 24 giờ kìa. Ra. Ra đâu. Ui, giật mình. Ui, thiệt luôn hả? Tay mày xui lắm. Ui. Ui. Ui, hai gầu. Hai gầu luôn. Ui, ok, phát được hai gầu luôn, đua. Thấy chưa, thấy tay AS chưa? Mê, hai gầu luôn, đùa. Thấy tay AS Mobile chưa, tay mày vui lắm. Mê, không ngờ luôn á. Sợ vãi. Ui, giật mình anh em ơi. Đậu xanh, một phát hai khẩu. Tay AS Mobile đỏ vãi nùi. Ui, trang bị cái này đã anh em. Ok, bây giờ thì đậu xanh do một quá trình mà đậu xanh một hit ra luôn. Giật mình vãi. Nếu biết phải AS quay không là thằng nào nhập nghĩa rồi. Vâng, thì sau một hit quay thì gặp bạc TV chẳng biết làm cái gì nữa rồi. Không còn phải phá kim cương mà cũng không còn phải biết làm gì nữa rồi. Ui, cái củ cải này ngon lắm nè. Nghe đấy, tay mình xui lắm. Tay mình xui lắm. Cái này triệu hồi cái gì gì đó, mạng ở đây lag quá à. Tay xui lắm. Triệu hồi gái đó anh. Chơi triệu hồi cao cấp luôn hả? Ừ. Nghe lag kia. Ê, nhấp ba cái rồi đéo được cái gì hết. Đậu xanh. Ủa, đã chưa? Không biết luôn, nó lát phải nuôi. Thêm cái nữa nè. Okay. Rồi, bạn đã thăng hạng nè. Là cái củ cải gì? Ok, thăng hạng vàng. Ủa, đồ ra nè. Nhận chưa? Chưa. Ủa, sao chưa nhận? Sao thăng kim cương cứ tục vậy? Không biết nữa, nhưng mà kim cương cứ tụt thì cho nó tụt thôi. Nhưng mà mình cần cái bộ đồ cao nhất đúng không? Đúng rồi. Thì dạ. không nên nhận. Hiểu không? Không nên nhận bộ đồ cao nhất. Ủa, tại sao lại không nên nhận bộ đồ cao nhất? Cũng không biết nữa. Nhưng mà thấy không, thăng hạng huyền thoại rồi thấy rồi, không? Rồi, tức là mất tầm tầm ngàn kim cương rồi đó. Ủa vậy hả? Ủa tại mẹ gì tôi nhấp đã là vậy? Ai nhấp đã luôn, mạng đây lát ai nhấp đã luôn. Nhưng mà không hiểu. Em không. Ủa? Hiểu cái này. Cái này chơi thế nào? Cái gì mà 5D luôn, người ta 3D là người ta thấy ghê rồi, đây 5D luôn. Đùa. Rồi ra đồ chưa? Ra đồ chưa? Ra đồ chưa? Rồi quay ra đồ chưa? Ủa sao kim cương cứ tụt vậy? Kim cương tụt mà sao không thấy đồ? Ủa, thấy mẹ rồi. Ơi nãy giờ kim cương tụt mà đồ chưa ra là sao vậy? Để mình đọc thử xem cái gì nè. Cái gì Lily trang phục không. Ui, biết. Huyền thoại là quay được Lily nè. Ừ. À là mình chỉ mới quay được Antonio thôi. Anh nhận đại đi, bấm nhận thử coi. Ủa nãy giờ tao không bấm nhận luôn á. Rồi. Rồi, lại là vàng nữa. Nói rồi, đừng. Mẹ, cái đừng có bấm nhận vậy? Chưa, từ từ. Ủa, cái của cái gì vậy, đậu xanh mạng ra rồi. Kim cương rồi nè, đó. Rồi, nó giật kìa đậu xanh, nó giật như cơn phong vậy á. Ủa, rồi, đổi rồi chưa? Chưa. Hạn gì, hạn gì rồi? Không biết. Nhưng mà thấy kim cương tụt à, giờ làm sao vậy? Ủa bên đây mạng thì như mạng hơi lát. Mạng không, mạng bên đây là nó lát cực kỳ luôn. Mạng bên Indo này nó lát cực kỳ luôn anh em. Đôi khi mình nghĩ là chắc Arena Indo nó không có ưng gì Việt Nam, cho nên là mấy cái thằng mà Việt Nam qua đây quay đồ nó đéo cho quay, đậu xanh cay vãi. Ủa?
Rồi nhận được chưa? Ủa mình lên tới ranh gì rồi? Huyền thoại rồi em. Huyền thoại là nó phải ra đồ chứ? Không biết nhưng mà anh thấy nãy giờ kim cương có tụt. Rồi nó ra đồ chưa? Không biết nữa, còn 900 à. Hai anh em ngồi phá đồ, phá kim cương mà biết lý do vì sao luôn. Ủa rồi ra đồ chưa? Rồi ra đồ chưa? Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Rồi ra đồ chưa? Đạo sát. Sao nó cứ nằm một bộ hoài vậy ta? Mẹ nó lát như chó vậy á. Được chưa vậy? Ra đồ chưa? Chưa. Được thử được cái gì rồi? Từ từ. Được Antonio là cái của cải gì? Ủa là cái gì? Mà sao đây có hoán đổi nữa kìa? Hoán đổi là gì? Không biết luôn. Không biết, tao cứ nhấp vào là cứ... Mẹ anh ơi, kim cương của em anh ơi. Triệu hồi cao cấp này có tỷ lệ cao hơn nè. Thì hồi nãy giờ anh cao cấp không luôn á. Tính là nãy giờ anh không có dùng. Chúc mừng bạn đã là tân huyền thoại. Rồi đổi cái, được cái gì? Không được cái gì luôn. Hoán đổi. Đó. Ui nhận rồi, ui. Hay quá hay rồi. Hết con 1.500 kim cương à, nhưng mà nhận chưa? Chưa. Ui. Được có đồ chưa? Chưa có. Mấy cái củ cải gì vậy? Đang lát. Hoán đổi lại thử cái hôm nào. Mu rồi, hình như qua lượt nhận rồi á. Hình như qua lượt nhận rồi, giờ làm sao? Ủa? Rồi nhận ngủ không luôn rồi, sống vàng lại rồi anh. Sống vàng rồi. Em đi ra. Coi xem được cái gì không? Ủa? Mẹ mà lắc như chó vậy á. Ủa sao vẫn còn 2.000 mấy kim cương, nó có trừ đất đâu. Không hiểu gì hết anh em ạ. Đậu xanh hay. Kiểu giống như kiểu bên này người ta hát hủi bọn mình hay gì ạ. Qua đây quay đồ lắc như gì luôn. Mình sẽ xem thì xem có cái đồ gì vui vui không nha. Quay tí. Ok, thì sau một cái quá trình mà đéo hiểu chuyện gì xảy ra vừa rồi, thì bây giờ anh em mình, à quên, mình vô mình thấy một đống thư, mình sẽ xem thử xem là có bộ đồ đó chưa nha. Chưa có anh em ơi, chỉ có đồ tề thiên tại thánh với Antonio thôi, vậy là chưa có bộ đồ đó rồi. Mẹ mạ lát như chó vậy á. Đậu xanh, giờ vô săn hồi Lily xem có được không. Mẹ làm lại thử phát cuối coi. Bây giờ là cái này là nó bảo mình là phải cái gì đấy, vòng quay kim cương, vòng quay bạc, vòng quay vàng, Lily trang phục ngộ không, Antonio pha mắt giả kim vĩnh viễn. Mà Antonio với ngộ không có rồi, Lily đâu. Rồi ok, thử phát nha. Triệu hồi cái 29 kim cương xem là nó được cái này. Nhận luôn hả? Nhận luôn là nó đi xuống đúng không? Ok, nhận được cái vàng ròng gì rồi nè. 69 kim cương. Triệu hồi. Mày lên cái gì mày lên luôn đi. Mẹ mày lát như chó vậy. Ủa là nó ra rồi đó hả? Hoán đổi đi thử coi. Được cái của cải gì không? Được cái của cải gì thì ra luôn đi. Làm phát 69 kim cương đó. Đậu xanh, mình đang đéo hiểu chuyện gì xảy ra đây. Đậu xanh, chuyện gì xảy ra thì làm luôn đi. Mẹ nó lắc như gì anh em ơi. Bên này nó lắc lắm. Đậu xanh khó quay đồ lắm. Nhưng mà công nhận là cái con cô cáo này, đậu xanh nhìn nó mướt vãi nùi. Ui nhìn hai quả kìa. Quả gì thì anh em tự hiểu nha. Nói ra đây rồi tí cô Ngân vô ạc, cô Ngân lại vã cho xưa hàm ra rồi lúc đấy hỏi sao xui. Mình cảm thấy là kim cương cứ tụt dần và mình méo hiểu chuyện gì xảy ra cả. Cảm thấy đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mình mà ngồi phá kim cương và mình vẫn méo hiểu chuyện gì xảy ra. Cho nên là mình chắc là mình vào vòng quay đi. Vòng quay mình phá kim cương không khéo lại hay anh em ạ. Vòng quay phá kim cương biết được là mình đang phá cái củ cải gì. Mẹ tao đập máy. Tao đập máy. Đậu xanh nhanh lên, đậu xanh cày đó chịu được cái thời gian yêu cầu đùa. Mẹ ok, mình sẽ out game vô lại nhá. Ok thì bây giờ mình sẽ tiếp tục quay nhanh em, quay cho nó ra luôn. Đậu xanh được cái gì rồi, ra bộ đồ đi. Không thấy ra bộ đồ là sao? Đậu xanh nó hơi lắc nha anh em, anh em chịu khó nha. Nhưng mà hình như là nó chỉ ra cái này thôi. Hoán đổi cái coi. Hoán đổi cái coi. Hoán đổi cái coi. Hoán đổi cái coi. Hoán đổi. Hình như là phải nâng cấp lên anh ạ. Nâng cấp lên rồi mới nhận được cái vàng vàng này. À.
Úi sao lại mới hạng vàng? Úi là sao? Là sao? Là sao? Triệu hồi như cái củ cải, triệu hồi cả buổi rồi kết quả nó không ra. Đậu xanh cay như chó vậy á, đậu xanh rồi tôi còn cái gì? Tôi còn cái gì có thể xài được ở đây? Không có gì có thể xài được cả. Khủng long, à quên, nhân vật. Xài nhân vật mới. Tôn Ngộ Không, ui có Tôn Ngộ Không là có đồ cho Tôn Ngộ Không, quên. Có đồ cho Tôn Ngộ Không nha anh em. Nói chung là mình không bị lắc mạng nên mình chả chơi được cái này. Đậu xanh cày thế. Cày thế. Ok, có đồ cho Tôn Ngộ Không. Nói chung là kiếm được bộ đồ cho Tôn Ngộ Không đó. Nhưng mà nói chung vẫn đéo hiểu chuyện gì xảy ra. Và em nuôi thật. Ok, chắc là mình phải dừng clip lại tại đây thôi. Cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi kênh của mình. Nhớ bấm like, subscribe kênh cho mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye. Trong anh giờ đang nghĩ gì? Nghĩ gì người ơi? Trong anh giờ đang nghĩ gì? Nghĩ gì người ơi? Trong em thì cũng thấy buồn mà trong anh thì cũng thấy vui. Sao ta chẳng thể nói cho nhau những lời nói chân thành? Nhìn nơi đó chẳng...